thỏa thích nha. Và trên có trên đó có đa dạng mẫu mã sản phẩm cho mình nha, mình chỉ việc lựa sản phẩm theo ý muốn của mình thôi. Đấy, có rất nhiều nhân vật họ cần này, có nhân vật con vật đồ rất là dễ thương nha mọi người. Đấy, việc cực kỳ, việc lắp ráp thì cũng cực kỳ đơn giản nha mọi người. Khi mọi người mua về á thì trong cái hộp nó có sẽ có một tờ giấy hướng dẫn chi tiết cho mình lắp ráp nha, nó hướng dẫn chi tiết cho mình nên mọi người không phải sợ là mình không biết lắp ráp nha. Đấy, lắp ráp chi tiết nên có thể ai cũng thể, nên nó hướng dẫn chi tiết và nên ai cũng có thể lắp ráp được nha mọi người, từ trẻ em cho lớn, người lớn cũng được nha. À, và đặc biệt có một lưu ý là mình khuyên mọi người ở nhà có các trẻ nhỏ, em thì mọi người nên mua các bộ này về để lắp ráp nha mọi người, vì mình thấy trẻ em bây giờ nó rất nghiện điện thoại nha mọi người, nó rất hay sử dụng điện thoại. Mình mua cái này về để cho các em ở nhà mình nó không còn sử dụng điện thoại nha mọi người. Các bé bây giờ sử dụng điện thoại rất là nhiều, nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của các bé này, ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé này, ảnh hưởng đến sự phát triển tư duy của các bé này. Vì các bé khi mà sử dụng điện thoại quá nhiều, nó không còn thời gian để chú tâm đến việc học nha mọi người, không không chú tâm đến việc phát triển tư duy của mình nữa. Đó này rất ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Mình mua về các này về cho các bé sử dụng thì biết đâu các bé ở nhà mình thích có bộ môn này hay sao. Đó, có bộ môn này có thể rèn luyện cái tính kiên trì của các bé này rất là hay nha. Mà chứ không chỉ cho em mọi người, nếu mọi người có thời gian rảnh thì mọi người có thể tham khảo mua các mẫu về này về cũng rất là hay nha mọi người. Đây mình sẽ xoay một vòng cho mọi người xem nha. Đây là mặt sau của bộ Lego này, khi mình mua về là nó sẽ chỉ có dùng có mảnh vụn nhỏ 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 với nhau thôi nha mọi người. Việc của mình là ráp ráp sao cho nhanh nhất có thể nha. Đó. Còn cái hình thì nó có sẵn cho mình rồi, mình chỉ việc làm theo hướng dẫn là sẽ ra có cần như thế này thôi. Và đặc biệt là mọi người đừng có lo là thiếu thiếu các thiếu nha mọi người, vì nhà sản xuất thì khi nào người ta cũng làm đầy đủ cho mình hết rồi, không sự thiếu nha mọi người, nên mọi người yên tâm về vấn đề đó nha. Khi mọi người lắp xong thì mọi người có thể tham khảo để dùng để có thể trang trí phòng học này, trang trí phòng làm việc của mình nè, trang trí phòng khách, phòng ngủ đều đẹp được nha mọi người. Và đặc biệt là các bé mẹ có thể sử dụng này làm quà sinh nhật cho các bé cũng được, rất là hay này, để các bé tặng nhau cũng được, rất là hay nha mọi người. Đấy, nó có rất nhiều là công dụng khác nhau nha mọi người. Và giới trẻ thời nay thì mình đang thấy có xu hướng là rất thích các bộ Lego như thế này nha mọi người. Ok nha mọi người, thì video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, với nghĩ thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha mọi người. Ok, bây giờ thì hẹn mọi người với những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.